đôi cửa đá cao vạn trượng thật sự khiến mọi người kính sợ, đứng ở trước cửa ngẩng đầu nhìn không thấy cuối, bởi vì phía trên lượn lờ từng đám từng đám mây vàng và sương mù mờ mịt. Trên đại môn có khắc rất nhiều vết tích, đó là tiên dân nguyên thủy cùng bái lôi điện nhật nguyệt, quỷ thần thiên địa kính sợ, cùng có các loại cổ thú, kỳ trùng, các thứ. Một dòng hoàng tuyền trào ra mang theo tử khí, thường nhân đến gần lập tức hóa thành xương trắng, bị cắn nuốt sinh mệnh như vậy mà cửa đá cao là chuẩn bị cho đại đế cổ sao. Nhưng mà, tại bí cảnh ở chỗ sâu trong cửa đá nhưng cùng có dao động sinh mệnh, biểu hiện không tương xứng với hoàng tuyền. Vù Thạch nhân là người thứ nhất hành động, chiến xa u u hóa thành một đoàn hào quang minh mông bay vào trong, muốn vào lăng mộ đế. Tuy rằng hắn không cao lớn nhưng lại như tiên vương giáng xuống trái đất. Một con rồng, một con hổ đều là thạch thu ống ánh sáng bóng, kéo chiếc chiến xa dài hơn một thước tiến vào phía trên hoàng tuyền, sắp sửa thông qua cửa đá to lớn kia. Ừm. Đột nhiên, đại môn chấn động, mặt trên từng đợt từng đợt cổ đồ run rẩy, tiên dân nguyên thủy, dị thú không biết tên, tranh hoa điều ngư trùng, tất cả như sống lại, xuyên qua vách tường mà ra. Nơi đó có một loại dao động cường đại thạch long, thạch hổ thét to dường như bị sét đánh, sau đó bay ngược lại, tràn ra từng đợt từng đợt thần huyết. Kèm một tiếng vang lớn, chiến xa lộn một vòng, thạch nhân lảo đảo một cái cũng bay tung ra ngoài, trong miệng thần huyết trào ra, rơi trong hư không. Hắn cùng với chiến xa, hai thạch thú kéo xe đều bị đánh bay ra, bị thương không nhẹ khiến mọi người rúng động, đây chính là một đại thánh, nhưng cũng không cách nào vượt qua cửa đá nửa bước đại đế cổ mất đi không biết bao nhiêu vạn năm, cửa mộ mở rộng, thế mà một vị đại thánh lại không thể đi vào, điều này làm cho mọi người ngần người, trong lòng thêm e ngại. Thạch đầu nhân, ngươi thực không biết gì cả, muốn vào lăng mộ đại đế đâu có thể bất kính như thế, cần phải lễ bái mới được. Bạch kiếp đạo trường lên tiếng, rồi sau đó quay người lại nói với Long Mã. Cháu lớn tiến lên thì lễ đi, làm mẫu cho hắn xem, nhất định có thể được phép đi vào lòng mã dân sầm mặt xuống, thật muốn cắn lão một cái. Nó xoay người làm như không nghe không thấy. Ngày nay nó vết nhất chính là bị gọi hai chữ cháu lớn. Nói rất đúng, đại đế mặc dù tọa hóa nhưng không thể khinh nhờn, vạn tộc cần lệ kính. Hộ đạo giả nhân tộc lên tiếng, rồi có hai người tiến lên hành đại lệ bài chào. Sau đó, lại từng bước thi lễ vừa bước vào phía trước, khi tới gần đuôi cửa đá cổ xưa quả nhiên thật sự không có gì phạt sinh, không hề bị đánh bay ra ngoài mọi người kinh sợ đại đế cổ sớm đã rời thế mấy chục vạn năm mà lại còn có thể có công nhận hay sao một tiếng nổ lớn cái đồng bình lai động vắt ngang bầu trời che chờ vị chủ thần tới gần cửa đá tới trước cửa hắn liền dừng chân lại cũng hành đại lễ thật sâu trên cửa đá không có dao động không có biến cố gì hắn bước từng bước cùng thành công đi vào phía sau âm binh của địa phủ nơi đó cổ quan tài đồng thao kia lắc lư một cái bay thẳng lên trời xuyên qua sương mù màu vàng bay đi tới trước cửa kèng vang lên một tiếng kim khí va chạm đinh tai nhức óc như là một cây thiên thần chùy đập xuống bổ thật mạnh trên cỗ quan tài đồng thau dì xét bong ra nói lộn vòng bay ra ngoài mọi người hít một hơi khí lạnh cường giả tuyệt đại của địa phủ không tôn kính cổ huấn muốn dùng lực xông vào quả nhiên ứng nghiệm bị đánh bay tung đi trong cối u minh thật sự có cái gì sao đại đế đều chết đi đây là nhận thức chung của mọi người, như thế nào còn có thể có cảm nhận, đây là chuyện gì xảy ra. Tiếng kem kem vang lên, cái nắp quan tài đồng thau đầy gì xét loang lổ kia xúc lên, từ bên trong ngồi dậy một thân ảnh cao lớn, đứng lên thẳng tắp, rồi sau đó bước ra một bước. Hắn xuất hiện làm cho hư không vũ trụ ào ào xuất hiện một cổ sát khí âm trầm, lạnh buốt thấu xương. Mọi người đều ngưng trọng, đều lạnh từ đầu tới chân như là nhìn thấy xâm la địa ngục buông xuống nhân gian đối mặt với hắn giống như đối diện với lệ quỷ. Muôn đời, tâm thần đều phát run. Người này thân mặc phục sức tối đen, rộng thùng thình, cả người hắn đều che phủ ở bên trong, ngay cả đầu đều không ngoại lệ, cái mù tang bao phủ từ đỉnh đầu xuống. Hắn đứng thân trong bóng tối, bất cứ tinh huy nào cũng không thể tới gần, cái loại phục sức thực cổ xưa bảo thủ này, phỏng chừng là y phục của thần ma mấy chục vạn năm trước. Hắn bước đi hiên ngang, từ thái oai hùng, áo choàng dài màu đen cổ xưa phất phới, ống tay áo rộng thùng thình dơ lên, lộ ra một cảnh tượng đáng sợ, mọi người nhìn thấy lông đen rất dài. Chỉ nhìn thoáng qua khiến mọi người chấn đông tâm thần phát nổi da gà, đó là một thân ảnh cao lớn, đúng vậy, nhưng bộ lông dài màu đen dày đặc dường như trông giống một con vượn lớn. Người này đến tột cùng không phải là nhân loại sao, hắn hùng vĩ cao ngất, thân mặc thần ma cổ y, từ thái oai hùng, lại mọc lông đen, quả thật khiến mọi người sinh uy kỳ lần này hắn đi tới trước cửa đá còn thật sự hành đại lễ về phía trước không có tiếp tục mạnh mẽ xông vào kết quả thuận lợi đi vào duy nhất khác nhau là nước trong hoàng tuyền cảm ứng được khí tức của hắn lập tức sôi trào vô tận sát khí bay lên không trung mà hắn cùng không bị ảnh hưởng chút nào ngược lại dường như là một loại hưởng thụ mọi người càng thêm sợ hãi cao thủ tuyệt thế trong địa phủ rốt cuộc là thứ gì kẻ thống trị ngày xưa lại là một loại tồn tại như thế nào vị chủ thần cầm cái đỉnh đồng thao kia cùng nhân vật cái thế của địa phủ trời sinh cùng trung hướng, bọn họ đều tự liếc nhìn nhau một cái, rồi phân biệt đứng ở hai phương vị, không tới gần nhau. Hắc hắc, thạch đầu nhân, người có bản lĩnh không hành đại lệ tiến vào thử xem. Thủ lĩnh ngư ma tộc cười hít mắt châm chọc, quả thật đối với cặp mắt trâu thật lớn kia mà hít lại thoạt nhìn có điểm khủng bố. Hắn cầm trong tay chiếc kim cương chắc sáng loáng, dừng chân trước cửa đá, tiến hành đại lễ, bình an đi vào. Hạch nhân trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng đi xuống chiến xa, cũng đi tới gần hạ thấp tư thái, yên lặng nói nhỏ, hướng phía trước thí lễ, rồi đi vào. Tiếp theo sau, các hộ đạo giả nhân tộc khác, cùng với tà thần cổ xưa của dị tộc, cũng từng người xuất hiện. Điều này làm cho mọi người càng khiếp sợ, đại thánh cũng không phải là chỉ đến đây vài ba vị mà thôi. Thì thể đế sắp xuất hiện chấn động khắp cổ lộ, rất nhiều cao thủ cái thế đều xuất quan chạy tới nơi này. Trước sau cộng hết lại không dưới 11-12 người, một cổ thế lực như vậy đủ để san bằng tinh vực vô tận. Những người khác cùng muốn đi vào, nhưng không có cách nào tới gần hoàng tuyền, lây dính một chút khí tức thi thể đế, đây là một loại tử khí trí âm đáng sợ nhất. Tuy rằng chỉ là ẩn chứa có một tia như vậy, nhưng cũng không phải thường nhân có thể chịu đựng được, một khi tới gần thân thể sẽ lập tức hóa thành bụi bậm tiến vào long mộ đế phải cần mỗi người hợp lực mới được hãy tụng độ nhân kinh hộ hết thảy an bình bằng không có lẽ sẽ phát sinh rất nhiều chuyện quỷ dị một vị hộ đạo già nhân tộc nói đại thành các tộc cùng ra tay lẫn nhau không có gì có thể che giấu cùng giữ lại thời điểm này ở trong phần mộ này không có người nào dám vừa tiến vào liền làm sàng bậy mà cần phải đồng tâm hiệp lực lão nạp nơi này có một tòa phật kiểu qua sông tuy rằng không phải đế khí uy lực không lớn lắm, nhưng đã từng được A Di Đà Phật Đại Đế tụng kinh gia trì, có thể làm tan ra ác khí vô lượng, có thể độ mọi người qua sông tới bờ bên kia. Một vị lão tăng lên tiếng, lão có một đôi hàng mi vàng, đầu bóng loáng, khoác một bộ áo ca sa cũ kỹ, lão đến từ A Di Đà cổ tinh vực, là một vị đại thành trí cường, Phật pháp vô biên, du lịch tinh không, ngày nay trở thành là hộ đạo giả trên cổ lộ nhân tộc. Như thế tốt quá. Những người khác gật đầu, trên thế giới này nếu luận về niệm lực thêm vào, xưa nay gần như không ai có thể so sánh với A-di-đà Phật Đại Đế. Không ít người đều kinh hãi, vạn lần không nghĩ tới lão tăng này trên người có một kiện bí khí Đại Đế cổ từng gia trì. Một tòa tử kim kiều xuất hiện trong bàn tay lão tăng, lão vung tay ném ra, cái cầu màu vàng sáng bóng này rất nhanh phóng lớn, vắt ngang qua hoàng tuyền nối thẳng tới khoảnh đất trước cửa lớn kia mà trong quá trình này, lão không ngừng miệng tụng lội quá, đồng thời hướng vào bên trong cửa triều bái, nên vẫn không bị công kích gì. Đúng thật là một kiện thần vật. Bạch kiếp đạo trưởng hai mắt loài sáng, một bộ dáng hận không thể đoạt vào tay. Những người khác cũng đều đã nhìn ra, đây là một pháp khí từng được đại đế cổ tụng kinh thêm vào. Tuy rằng không có lực công kích cường đại gì, nhưng loại Phật quang này quá nồng đậm. Đây là tài liệu A-di-đà Phật tế luyện đế binh hàng ma sử còn dư lại. Tuy rằng chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng sau khi được thánh tăng đời sau luyện thành tử kim kiều vẫn như cũ có công hiệu đoạt thiên địa tạo hóa. Nó không phải chủ công phạt mà là cổ bảo hiếm thấy, có thể phổ độ chúng sinh, có thể ngưng tụ tín ngưỡng lực của Phật đồ. Các trận doanh lớn, chủng tộc binh mà khác nhau, một đội lại một đội, cuồn cuộn đi lên tử kim Phật kiều, vừa hướng vào phần mộ thi lễ vừa đi qua cửa đá. Cảnh tượng này trông thật đáng sợ, vô số đại quân, toàn bộ tiến vào bên trong một phần mộ trong màn xương mù màu vàng chập chờn như là rất nhiều thiên binh đánh xuống cửu U. Lần này ngoại trừ nhân tộc, các tộc khác cùng đến đây không ít cường giả, nhân số vô tận, nhưng tử kim Phật Kiều vẫn đủ sức chịu tải, cất chứa hết mọi người. Chúng ta hãy tự bảo vệ, cùng không thể để các bộ phận phát sinh ngoài ý muốn, nhất định phải bảo vệ họ. Một vị hộ đạo giả nhân tộc lên tiếng. Dĩ nhiên. Ngưu Ma Vương thực hào phóng tế ra kim cương chát, trào cao trên bầu trời, buông xuống một mảng sóng gợn màu bạc, không chỉ thủ hộ Ngưu Ma tộc, cùng bảo hộ những người khác ở phía dưới. Kèn. Thạch Nhân há mồm phun ra một cái, lượng thiên xích xanh óng ánh bay lên trời cao, buông xuống hỗn độn khí, cùng có tiên lệ vô tận, thần quang lớp lớp bao phủ nơi đây. Mặc dù có ân oán cùng tạm thời vứt bỏ, không có gì trọng yếu hơn so với chuyện nhìn thấy đại đế cổ đối với đại thánh khổ tu mấy ngàn năm mà khó tiến thêm một bước mà nói, đây là một hồi tiên duyên. Đây là một chỗ bí cảnh kế cận với hoàng tuyền tử vong, bên trong cổ thụ mọc nguồn ngang thành rừng, cùng không thiếu tình khí. Mọi người tiến vào đi lên bờ bên kia, phía trước núi lớn nguy nga hùng vĩ, kéo dài thành từng dày, lượn lờ tiên vụ thuần khiết, khiến mọi người mơ hồ như đang ở cảnh trong mơ. Đây đúng thật là một cái phần mộ sao, như thế nào giống như lạc vào tiên vực thật khiến người ta rung động mà, có đạo ngân lúc ẩn lúc hiện, nếu có thể tham ngộ, nói không chừng chúng ta có thể đột phá. Ngày đường trường còn có một vị đại thánh ngồi xuống, đối diện với vô số tiên sân kia, thần sắc trang nghiêm ở tại chỗ ngộ đạo. Mọi người cẩn thận đi tới, rời xa hoàng tuyển tiến vào trong tiên sơn, sương mù lượn lờ, tràn ngập khí tức thần thánh tường hòa. Phía trước, truyền đến tiếng nước chảy, một dòng sông màu bạc chảy xuống, bên bờ sông có một tấm bia lớn, dùng thần văn thái cổ khắc mấy chữ to, đê bình sơn. Trong lòng mọi người rúng động, không nghi tới mới vừa đi vào không bao lâu, đã tới chỗ chôn giấu đế binh của đại đế cổ. Lúc này, mọi người cùng không thể bình tĩnh nữa, ai nấy đều cảm xúc mênh mông, nơi này đều là bảo vật, không hề nghi ngờ sẽ nhìn thấy đế binh xuất thế. Kia là cái gì? Đột nhiên có người kêu lên sợ hãi. Ở trên thượng du dòng sông màu bạc, nơi đó nằm phục một sinh vật khổng lồ có một loại uy nghiêm trí tôn đang lạnh lùng nhìn bọn họ, là một con ngựa, có đặc tính của rồng. Mọi người cả kinh hô lên, tất cả đều ngây dại, không nghĩ tới ở trong này có sinh linh còn sống. đó là một con ngựa màu đỏ thẫm, thân ngựa đầu rồng, bốn chân tráng kiện, ngay lập tức nó nhảy dựng lên, giống như một ngọn núi, vô cùng khổng lồ, dáng mây đỏ bay múa. Diệp Phàm vô cùng kinh hãi, nhìn về phía lòng mã hóa thành hình người, chân thân của chúng quá giống nhau, gần như là một. Một tiếng long ngâm vang lên, còn lòng mã này hóa thành một dáng mây tiên khí đỏ biến mất tại chỗ, rồi trên bầu trời hình thành một con xích long, lắc đầu vẫy đuôi vọt vào chỗ sâu trong tiên sơn. Trời ạ, à, đây là thật vậy chăng? Tọa kỵ thuộc về đại đế cổ, không ngờ lại còn sống đến kiếp này. Điều này sao có thể? Đại đế đều tọa hóa? tọa kỵ vẫn còn sống sao. Mọi người đều ngây dại, trố mắt nhìn chân chối theo hướng xích long biến mất, mỗi người đều ngây người như tượng đất, lòng má vô cùng hoảng sợ, cùng so sánh với cự thú kia, chúng nó tướng mạo tương tự, nhưng nó giống như một đứa trẻ con bú, mà đó là một đầu thần thú to lớn, hóa thành một con chân long, vậy nuôi một cái biến mất ở chỗ sâu trong tiên sơn chảo rồng của nó lòng lánh dáng mây đỏ đủ để bao phủ toàn bộ dãy núi, cái đầu rồng to lớn, có thể hút nứt vỡ tinh tú thật lớn. Nó đổ sộ hùng vĩ, như là một tổ long muôn đời. Hai mắt bách kiếp đạo nhân bắn ra hai chùm tia sáng sáng lạn, nói. Gặp gỡ tổ tông rồi, cháu lớn mau đuổi theo đi, đây là may mắn của chúng ta, bần đạo ngày sau có thành toàn hay không đều dựa vào ngươi. Ngươi là lừa, nó là rồng, có quan hệ gì với ngươi, mọi người oán thầm, nhưng cũng không dám lên tiếng chỉnh lại. Trong mũi lòng mã bốc lên khói trắng, gần đây đều phải làm cháu lớn của con lừa, nó đã rất phẫn nộ, nhưng đánh thì đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, thật sự không có cách nào. Cả đoàn người đuổi theo tới phía trước, với các đại thánh là chính, tiến vào chỗ sâu trong đế bình sơn. Tất cả đều muốn tìm hiểu cho rõ ràng, tọa kỵ của đại đế cổ còn sống hay không. Khói mờ tràn ngập, tiên vụ bốc hơi, hóa thành một màn mưa ánh sáng đầy màu sắc, cả cổ thụ cùng núi đá trong khu núi rừng nguyên thủy này đều nhuộm một sắc thái thần bí, khiến mọi người như say như mê. Đây đâu có cái gì giống như phần mộ, rõ ràng là một thế giới tiên thổ nhỏ, có cây phong phú, thác nước bạc trút xuống như giải tơ, cảnh núi đồ sộ, phi thường thích hợp tu đạo. Ở chỗ sâu trong đế binh sơn, không cảm nhận được một tia tử khí nào, có chăng chỉ là như có như không dấu vết của tiên đạo nơi này lây dính từng tia khí tức của đại đế cổ. Vù Đột nhiên, một luồng ánh sáng hừng hực bay tới, cực độ sáng lạn, vô cùng huy hoàng, trở thành duy nhất vĩnh hằng, hết thảy thế gian đều mất đi sáng giỏi. Nó quá nhanh, vượt qua cực hạn mọi người có thể hiểu biết, có thể nói là một đạo tiên quang, nhoáng lên một cái liền xuyên thủng tất cả mọi ngăn cản. Phộng Cùng với một tiếng xuyên thủng, một vị thiên vương đến từ cổ tộc ngã xuống, máu tà thần tươi đẹp thê lương rơi vãi đầy trời không trung, rồi tưới xuống làm đổ sụp ngọn núi phía dưới, vạn cây cối đều tan tác. Đây là một cảnh tượng thê lương lạnh lẽo, thần huyết vang khắp nơi, hắn há hốc miệng muốn nói gì, nhưng vô cùng suy yếu, môi mắc máy, ánh mắt rời rạc, sau đó hoàn toàn ngã ụp xuống trong bụi bậm. Ầm. Ừ. Người này hóa đạo, thân thể tiêu tán, trở thành một màn điểm sáng, ngay cả xương cốt trong suốt cũng không còn lại cho dù là một cây, tất cả đều trở thành cho tàn. Đó là cái gì? Một vị thiên vương cổ tộc chỉ kém nửa bước là thành tựu đại thánh, vậy mà dưới một kích liền bị đánh chết ngã xuống tại đương trường, thật sự làm cho người ta sợ hãi. Đạt tới thành vương tuyệt đỉnh tương lai sẽ trở thành đại thánh, hóa thành tà thần, nhưng ngay cả kêu cũng không thể kêu ra một tiếng, cứ như vậy tiêu tan không ai có thể thấy rõ đạo tiên quang đó từ đâu quét tới, khiến mọi người im thiên thít, tiến vào lăng mộ đề rốt cục xuất hiện nguy cơ, mà lại tà dị như vậy, chết cùng không biết vì sao mình chết. Hộ đạo giả nhân tộc trao mày, tiến lên quan sát, rồi sau đó lại như gặp phải rắn rết rất nhanh thối lui. Tại chỗ đó điểm điểm sáng như hạt mưa là lực lượng hóa đạo đậm đặc, thiếu chút nữa vị đó dẫn lửa thiêu thân. Các người thấy được không? Đó là sinh vật gì? Còn cái đó là thần khí gì? như thế nào nghịch thiên như thế? Thủ lĩnh ngưu ma tộc cất tiếng hỏi, thân là đại thánh đều không thấy rõ, chỉ thấy một đạo cầu vòng sệt qua, sau đó một vị cường giả của tộc liền chết đi. Hẳn không phải là con long mã mới vừa rồi kia chứ, có người sinh ra nghi hoặc, đó nhưng chính là tọa kỵ của đại đế cổ, nếu thật muốn phát uy, phòng trừng mọi người đều phải suy xẻo rồi. Tuy nhiên có đại thánh lắc đầu phủ nhận, cổ khí cơ đó không giống, còn xích long to lớn giống như núi cao kia khí thế bằng bạc mà đạo tiên quang quét tới vừa rồi rất nhỏ. Chư vị, nơi này tên là đế binh sơn, là chỗ mai táng binh khí của đại đế cổ, phải hết sức cẩn thận, ta cảm thấy tiên quang vừa rồi có chút. Bạch kiếp đạo nhân lên tiếng, nhưng đột nhiên lời nói bị cắt ngang. Một luồng hào quang hừng hực bay tới, như cầu vòng kinh thiên nối thông trên trời dưới đất chiếu sáng rực rỡ làm cho mọi người đều nhắm mắt lại, máu và nước mắt giàn rụa giống như bị đào cắt. Quá khủng bố. Bạch Kiếp đạo nhân kêu to một tiếng, thân mình cấp tốc chuyển động, thi chuyển thế tử thuật, chân thân rời đi lưu lại một con rối thân bị đục lỗ. Ngày sau đó chuyển đến tiếng kêu rên, phía sau lại có hai vị thánh vương bị chém đứt ngang, hoa máu bay lên, bọn họ lập tức rơi xuống trên vùng núi, biến thành màn mưa ánh sáng, rồi tự hành hóa đạo, cái gì cũng không còn lại khắp nơi tĩnh lặng như tờ, mọi người cảm nhận được một cổ khí tức quỷ dị và cường đại, như là có một đầu mánh thú hồng hoang đang âm thầm nhìn trong chọc vào mình, như muốn săn giết từng trí cường giả một. Lượng thiên xích sáng lên màu xanh rực rỡ, cùng kim cương chắc sáng loáng lơ lửng trên bầu trời bảo hộ đại quân các tộc ở phía dưới, phòng bị một lần nữa bị đánh lén. Các vị không nên vọng động, mặc dù nhìn thấy thần vật cũng không nên tự tiện đi thu lấy, bằng không có thể là đại họa hộ đạo giả nhân tộc trịnh trọng nhắc nhở. Trải qua một lần tai họa này, mọi người đều rất thận trọng, tất cả đều núp trong phạm vi phòng hộ của đại thánh, không dám tùy tiện xông ra ngoài. Đó rút cuộc là cái gì? Ngay cả thạch thánh linh đều lầm bầm nói nhỏ, lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, nơi này làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp thật lớn. Tiền quang vừa rồi khẳng định là hướng về phía bách kiếp đạo nhân, dám ra tay với một vị đại thánh càng chứng tỏ có thể uy hiếp tất cả mọi người nơi đây, ai ai cũng đều là mục tiêu của nó. Núi lớn nguy nga, dược thảo mọc khắp nơi, thác nước bạc mờ mịt, ở trong vùng đất lành trong như tiên cảnh này lại ẩn chứa sát khí, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trung quanh xương mù dần dần dày đặc, mọi người cảm giác không ổn, đại quân các tộc tinh kỳ phấp phới, gần cả trăm lộ, nhân số vô số, hẳn không phải đều bị giết ngang như thế chứ. Mọi người thật không dám nghĩ tới, lăng mộ của đại đế cổ không thể trêu chọc, lúc này mới vừa tiến vào mà thôi đã gặp nguy cơ thật lớn như vậy. Lại tới nữa. Mọi người đều cảm ứng được một cổ khí tức khiến vạn giới chư thiên đều sợ run, dao động thật lớn, tiên quang trói mắt, làm cho xương cốt toàn thân mọi người như sắp vỡ vụn. Dao động này quá mức đáng sợ, so với chỉ vừa rồi còn mạnh hơn rất nhiều lần. Đại thánh từng người đều tái mặt, cái này hoàn toàn không giống với dự đoán của họ, vượt qua hiểu biết bọn họ nắm trong tay. Xoạt Một đạo thần quang bất hủ phóng tới, xuyên thấu vạn giới, phàm là có hình vật chất đều khó thoát khôi tai họa một kích tất sát này. Ở một tiếng, màn hào quang đại thánh khởi động phòng hộ bị xé mở dễ dàng, xuyên thủng vào, rồi quét xuống hướng đại quân các tộc. Thế công bực này, khí phách bực này, thật sự là thần chắn sát thần, Phật chắn thí Phật tuyệt đối có thể trong nháy mắt quét ngang mọi người, tạo thành tai họa vô số màn mưa máu. Nơi này giống như là thần quang tiên vực chút xuống, vạn pháp đều phá, mà đừng mũi chịu xào chính là kiện lượng thiên xích chiều dài không tới một cánh tay kia. Mặc dù nó bắn ra thần huy bốn phía, tiền lệ loang lổ, có bộ phận khí tượng của thần khí trí cường. Nhưng tại đây vẫn không thấm vào đâu, gần như mới vừa chạm tới liền run rẩy bay tung lên, dung chuyển kịch liệt giống như một con cừu đang đối mặt với một đầu hung long. Điều này, quả thực khó tin, đây chính là thánh linh binh do tiên lệ lục kim luyện chế thành, không ngờ không chịu nổi như vậy, giống như trời sinh bị khắc chế, không kềm được sợ run. Ừm. Đạo tiên quang kia buông xuống nhằm thẳng vào lượng thiên xích, lập tức công tới hướng nó. Có lẽ bởi vì trong các binh khí ở trong này chỉ có nó đặc biệt nhất, dù sao cũng là thần kim luyện chế thành, hấp dẫn chú ý của tiên quang thanh linh giống to, trong thân thể cao một thước của hắn tản ra uy nghiêm như thiên thần, triệu hoán binh khí của mình lại, sợ bị hủy dưới một kích này. Xoạt một tiếng, tiên hà điểm điểm tươi đẹp, ánh sáng xanh nhấp nháy, lượng thiên xích bay ngược lại, tránh né công kích, nhằm về phía chủ nhân mình. Nhưng mà, đạo tiên quang này như bóng với hình, lại trước một bước tấn công tới đánh trúng cây bảo thước, vang lên một tiếng keng giòn tan, mặt trên của nó vậy mà lại xuất hiện vết dạn nứt và lại đốm lửa bắn ra tung toé, bùng phát lên hào quang rực rỡ làm cho rất nhiều người máu mắt tuôn ra, khó có thể nhìn thẳng vào, cái loại tiên quang rực rỡ này rất khủng bố. Mọi người đều ngây dại, thần vật này cường đại đến cỡ nào mà lại có thể làm cho tiên lệ lục kim bị tổn hại. Đây, khẳng định là đế binh, bằng không không có uy lực bực này. Nên biết rằng, trên thế giới này, nguyên căn vạn vật mậu khí, hoàng huyết xích kim, tiên lệ lục kim, là tiên liệu mạnh nhất, chỉ nói riêng về độ cứng để đánh giá, đã khó có thể tìm ra thứ gì cứng chắc hơn. Thủ Thạch nhân giống to một tiếng, há to miệng hút vào đạo lục hà dài cả thước, nuốt vào cây bảo thước của mình. Trong lòng hắn vô cùng đau xót, kiện thánh binh này bị hao tổn, không biết phải săn sóc ân cần bao nhiêu năm mới có thể phục hồi như cũ. Một đạo tiên quang như sấm sét gió lốc đánh úp lại, thần mang trói mắt, mà lại nhằm về phía hắn. Thánh linh giống to một tiếng, tung ra thần năng cường đại nhất ngăn chặn. Ồm. Hắn bay tung ra xa, cường đại như đại thánh tuyệt đỉnh, chỉ kém nửa bước là bước vào cảnh giới chuẩn đế, vậy mà hoàn toàn không ngăn chặn được, không có một chút trì hoãn, bị bay tung lên. Chẳng những thế, nắm tay phải của hắn bị đứt rời rơi xuống, thần huyết bắn vãi ra, thần huy nhiễm đỏ thiên địa trong suốt, thế mà vẫn còn chưa có chấm dứt, cả cánh tay phải hắn bắt đầu hóa đạo, nhanh chóng biến thành điểm điểm sáng. Đừng nói là người thường, chính là các đại thánh đều sợ hãi, loại công kích này quá mức dọa người, ngay cả cấp số như bọn họ đều ngăn chặn không được, còn nói gì đi trình phạt. Phọc Thạch nhân phi thường quyết đoán, tay trái hóa thành thanh kiếm, lóe lên một cái, rắc một tiếng, chặt đứt cánh tay phải mình sát vai, mặc cho thần huyết phun trào. Cánh tay đứt rời kia nhanh chóng hóa đạo, trở thành một màn điểm sáng, cái gì cũng không còn lại cảnh tượng thật đáng sợ làm cho mỗi người đều không dám thở mạnh. Không có khả năng, đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người phát lạnh tận xương, rất nhiều người run rẩy kêu to. Quá mức khủng bố, hết thảy có người chủ đạo nơi này thúc giục đế binh công phạt chư hùng sao, nơi này trở nên cực kỳ đáng sợ, khiến mỗi người đều phát lạnh từ đầu tới chân. Điều này vượt qua dự liệu của mọi người chỉ một tòa lăng tầm đại đế mà thôi vì sao còn có thể có sinh linh trí cường còn sống hắn đang khống chế hết thầy trong này sao qua một hồi lâu nơi này trở nên rất yên lặng trong lòng mọi người vô cùng trầm trọng như là bị một ngọn núi lớn đầy nặng ầm! Ừ. phía trước dâng lên một mảng hào quang mãnh liệt rất nhiều núi cổ nổ tung từng dãy núi lớn nguy nga nứt toạt ra giá vụn bay tung lên mọi người giật mình kinh hãi đây là biến cố gì nữa đây? Ầm, ừ, loạn thạch xuyên qua không gian, thần năng giống như sóng lớn vỗ bờ, hỗn độn mờ mịt bùng nổ, núi lớn cổ xưa nứt toạt sụp xuống, nơi này rơi vào cảnh đại loạn. Vùng đất phía trước hoàn toàn sụp xuống, cùng không biết đổ sụp bao nhiêu dãy núi, cuối cùng lộ ra một tòa tế đàn nguy nga hùng vĩ, giống như một ngọn núi thần thái cổ bị chặt đứt ngang, biến thành một tòa tế đàn cổ ở phía trước. Ở trên đó có trưng bày năm sáu kiện binh khí có hào quang sáng lạn, phóng ra tiên huy bất hủ, có phong cách cổ xưa tự nhiên, thế nhưng không có một chút dao động. Theo mọi người đến đây, dường như những cổ khí này đều sống lại, phát ra hào quang hừng hực, trong đó một kiện đúng là vừa rồi phát ra thần mang công kích mọi người, khiến thánh linh đều nuốt hận. Không phải chứ, khí cơ của đế binh, chẳng lẽ nhiều đế binh như vậy tập trung cùng một chỗ? Mọi người quả thực không thể tin được. Điều này không phù hợp đế binh khắp vũ trụ có thể có bao nhiêu chứ, vậy mà trong lăng mộ cổ xưa này lại lập tức xuất hiện mấy kiện cùng còn sống như chuyện thần thoại. Phộng Đột nhiên, vô thanh vô tức một kiện binh khí ảm đạm đột ngột bay tới với khí thế không thể ngăn cản, xuyên thủng xương chán một vị tà thần của dị tộc, máu tươi văng khắp nơi, hắn chết oan chết của ngay đương trường. Đã chết, một vị đại thánh đã chết. Mọi người cả kinh kêu ầm lên. Trước mặt các binh khí này ngay cả tà thần cổ xưa trí cường đều không ngăn được, đường trường bị đánh chết. Điều này làm cho mọi người mơ hồ như đang ở trong giấc mộng, lạc vào nơi tàng binh của đại đế thời thái cổ, núi rừng nứt toạt, lộ ra một tòa tế đàn thần ma như vậy, binh khí phủ đầy bụi xuất thế, rúng động lòng người. Đây là huyệt mộ của một vị đại đế hay là nơi mai táng một số đại đế, như thế nào lại có tới mấy kiện đế binh, quả thật làm cho người ta phát lạnh từ da lông vào tận cốt tủy, toàn thân sợ run. Đó khẳng định là đế binh, bằng không sao có thể đánh cho cây lượng thiên xích dùng tiên lệ lục kim chế thành phải nứt dạn, vừa rồi lại không một tiếng động giết chết một vị đại thánh, cũng không thể phản kháng mảy may nào. Lập tức tại đây liền bùng lên tiếng hô cảm thán, thế này còn làm sao mà đánh, nhất định là tới bao nhiêu người chết bấy nhiêu. Đại thánh cũng không là địch thủ, dù toàn bộ tu sĩ cả vũ trụ tới cũng không được, đều phải lấy thi thể chất đống mà thôi. Lùi lại, mau mau lùi lại, hộ đạo giả nhân tộc vội kêu lên, giọng nói đều phát run. Phần mộ lần lượt phát sinh ra ngoài dữ liệu của họ, hoàn toàn không giống như tưởng tượng, chưa nhìn thấy thi thể đế, lại liên tiếp phát sinh thảm họa. Đó là một tòa tế đàn thần ma thật lớn, chặt đất sạn bằng núi cao mặt thành, mặt trên táng năm kiện binh khí, từng cái đều đang sống lại, tràn ngập từng đợt từng đợt khí tức đại đế cổ. Đáng tiếc, không thấy rõ, hào quang hừng hực làm cho máu nước mắt mọi người tràn ra, thần thức sắp vỡ nát còn binh khí kia ảm đạm ẩn trong hư vô, cũng không thể thấy được hình dáng, không biết là hình dạng gì. Đây là chỗ chôn vùi đại đế binh, là thần khí chinh chiến cả đời được táng như thế để làm bạn với hắn. Đột nhiên, một tiếng long ngâm vang vọng trên chín tầng trời, còn long mã thật lớn lúc nãy biến mất lại xuất hiện, nằm ngang phía chân trời, hướng về phía này ngẩng cao đầu ngâm dài. Đây thật sự là một hình ảnh mang đầy tính rung động còn xích long còn to lớn hơn so với rất nhiều dãy núi, bất cứ ngọn núi nào ở trước mặt nó đều như một đống đất nhỏ, quá mức nhỏ bé. Để binh hiện ra, tọa kỵ của đại đế cổ cũng xuất hiện, cùng ngẩng cao đầu nhìn về hướng bên này, thật súng động lòng người. Ừm. Ở sau lưng xích long hiện lên một ngọn núi cực lớn, cùng không biết cao bao nhiêu vạn trượng, vắt ngang thiên địa, còn to lớn hơn so với một tình tú. Hùng vĩ khôn cùng, trên trống hỗn độn, dưới chấn cửu u ở dưới chân núi, có một hang động thật lớn, xích long vẫy đuôi chìm sâu vào bên trong, truyền đến từng tràng tiếng long ngâm chấn nhiếp hồn phách mọi người. Mấy mù cuồn cuộn, trong động thỉnh thoảng loái ra sừng rồng màu đỏ. Tọa kỵ của đại đế cổ, từ ngựa hóa thân thành rồng, ở trong xào huyệt cực lớn quẩy mình, mỗi một mảnh vảy rồng màu đỏ đều dài tới mấy trượng. Chào lớn xông vào đi, đây là tổ tông của chúng ta đang triệu hoán người đấy, mau mau đi thỉnh giáo đi. Bạch Kiếp đạo nhân vừa kêu lên, vừa tung một cước đá vào mông Long Mã, làm cho hắn bay tung lên như một viên đạn pháo bay tới hướng hang động. Long Mã phẫn nộ khịt phì phì thiếu chút nữa mèo cái mũi, lão con lừa này cũng quá thất đức đi, đối mặt với con xích long cực lớn phía trước, nó không tự chủ được run rẩy toàn thân, nếu như xích long chụp móng vuốt xuống, cái mạng nhỏ của nó ắt không còn. Ông Tiên vụ sôi trào, núi lớn biến mất, một luồng hào quang của Long Mã mang đi cháu lớn, đừng quên lão thúc, mang về cho ta chút thư tốt đấy. Bạch kiếp đạo nhân ở phía sau kêu lên. Mọi người ngần người ra, tất cả đều kinh ngạc đến sững sờ. Ông. Đế binh phát sinh biến cố, trời sụp đất nứt, như là mấy vị đại đế sắp sống lại, từng mảng lớn núi rừng đều trở thành bụi bậm, chỉ có tế đàn cao ngất ở nơi đó không ngừng lay động, chưa bị phá hủy. Đế binh sống lại mà lập tức chính là năm kiện, thế này ai có thể chịu đựng được mọi người không còn quản gì khác nữa, đều xoay người bỏ chạy. Ngừng lại, ngàn vạn lần không được phát ra sát khí, đây là khinh nhờn đối với đế binh, bọn họ chính vì vậy mà bị kích hoạt, chúng ta phải bình tĩnh lại. Lão tăng đến từ a di đà cổ tinh vực phát ra tiếng hô lớn. Lão nhìn ra được thực chất của vấn đề, đế binh xưng tôn trong binh khí, thần thành uy nghiêm nhất bao, bị chôn vùi biết bao năm tháng ngày nay nhìn thấy ánh mặt trời, thần linh bên trong tự nhiên sẽ có phản ứng hơi kịch liệt. Từ kim Phật Kiều chợt lóe sáng, ở dưới chân mọi người toát ra một cổ khí tường hòa, tràn ngập tín ngưỡng lực tinh thuần, làm cho tâm linh mọi người đều bình tĩnh trở lại. Cái cầu này xuất xứ từ tay A-di-đà Phật Đại Đế giành đúc nhiệm lực của chúng sinh, trải qua thiên trùy bách luyện không có một tia tạp chất, có thần huy của thiện tâm tinh khiết nhất. Nó được xưng có thể độ hóa vạn vật sinh linh trừ thiên, giúp chúng sinh đi thông tới hướng bờ đối diện ngày nay chân chính hiển hóa ra chỗ siêu phàm của nó hóa giải sát niệm hữu hiệu đến lúc này năm kiện binh khí trên tòa tay đàn thần ma cũng đều chậm rãi bình tĩnh lại không còn hiển hóa khí tức đại đế a di đà phật rất nhiều người không tự chủ cùng niệm một tiếng phật hiệu mà tử kim phật kiều cũng vì vậy càng thêm thần thánh bình hòa tỏa ra hào quang tường hòa bất kể là thần ma trùm áo bào đen đến từ địa phủ hay là chủ thần của tổ chức thần tất cả đều biến sắc Phật giáo của A Di Đà Phật khai sáng làm cho bọn họ kiêng kỵ. Núi sông sụp đổ, cả khu vực này đổ nát không còn gì, trước mắt biến thành phế tích, chỉ còn lại tế đàn không tổn hao gì, vẫn tàn ra phong cách cổ xưa mà khí thế hùng tráng. Năm kiện đế binh trên đó lộ ra thực thể, không còn dao động, bình ổn trưng bày ở nơi đó. Không ngờ lại đều là mảnh vỡ mà không phải là năm kiện binh khí không sức mẻ cả vật thể chúng có màu xanh, có đoạn phi thường ảm đạm, mà có đoạn còn có một lớp hào quang màu xanh lưu động. Mỗi một mảnh đều có một loại phong cách cổ xưa tang thương, không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm. Đây là một cây thước từ vù hóa thanh kim thần bí luyện chế thành, là tiên liệu nổi danh cùng hoàng huyết xích kim, tiên lệ lục kim, không biết vì sao gãy đoạn, trở thành năm khúc, rơi trên mặt tế đàn. Tất cả mọi người đều ngây dại, đây khẳng định là đế khí, không ngờ lại bị người đánh nát điều này quả thực nghe mà giận cả người. Khó trách nó công kích cây thước bằng tiên lệ lục kim của thánh linh, bởi vì bản thân nó chính là một thanh lượng thiên xích, bị sát khí kích động không chấp nhận một cái phàm binh ở tại đây khiêu khích nó. Đến tột cùng vì sao nó lại gãy đoạn. Mọi người đều khiếp sợ, không dám tới gần, ở xa xa quan sát. Mặt rứt gãy không có quy tắc, giống như bị người mạnh mẽ đánh gãy. Đây phải là lực lượng cường đại cỡ nào mới có thể phá hủy được một thanh đế binh quả thực vượt qua lệ thường. Nếu là một trận chiến, tất nhiên phải kinh thiên động địa. Cái này, khó có thể tưởng tượng, chỉ nghe nói thần chiến thảm thiết ở thời đại thần thoại cùng với thiên đình cổ mới từng phát sinh chuyện phá hủy binh khí như vậy, chẳng lẽ là một trí tôn ở thời kỳ đó. Một vị đại thánh sinh ra nghi hoặc, thanh âm không thể bình tĩnh. Không đúng, thoạt nhìn có hơi nhìn quen mắt, giống như một vật trên sách cổ ghi lại, thần khí này giống như kiện binh khí trí tôn trong truyền thuyết kia. Bạch Kiếp đạo nhân đột nhiên lên tiếng, thần sắc kích động dị thường. Ngay sau đó, hộ đạo giả nhân tộc, Ngưu Ma Vương, cường giả tuyệt đại địa phủ, cùng vị chủ thần kia, tất cả đều biến sắc, đồng thời nghĩ tới một nhân vật ngạo thị muôn đời. Là hắn, là trí tôn bệ nghệ chín tầng trời mười tầng đất, là yêu hoàng một vị hộ đạo giả ôm lòng kính sợ, run giọng nói ra một cái đại danh như vậy. Đây là một vị cổ hoàng yêu tộc nhìn xuống cổ kim, ngạo thị vạn vực trừ thiên. Phong thái vô địch của yêu hoàng chiếu sáng tinh không, trí cao vô thượng, uy danh hiển hách khiến mọi người khi đề cập đều phải run sợ. Thời đại yêu hoàng thống trị, 9 tầng trời 10 tầng đất ai dám không tuân theo. Như thế nào chính là yêu hoàng, không phải táng ở tại bắc đầu cổ tinh vực sao, không ngờ xuất hiện ở nơi đây niên đại của yêu hoàng không thể khảo chứng, có người nói là ở niên đại yêu thế huy hoàng mấy chục vạn năm trước, cũng có người nói là trăm vạn năm trước, gần những năm cuối thời thái cổ. Truyền thuyết về yêu hoàng, ngày nay phần lớn mọi người đều không biết, nhưng thân là đại thánh trên tinh không cổ lộ cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Cái loại hào quang tỏa sáng này khiến cho bọn họ mỗi khi nghĩ tới liền ôm lòng kính sợ. Đó thật đúng là hoành hành tinh không, vô địch trên cổ lộ thời đại yêu hoàng còn trẻ tuổi đi lên cổ lộ nhân tộc, gặp phải mọi người đuổi giết, kết quả lại là càng đánh càng mạnh, rồi đi tới vô địch trong thiên hạ. Bản thể của yêu hoàng cùng không cường đại, từng truyền chỉ là một con thỏ tuyết, nhưng lại trở thành trí tôn cái thế, được xưng là trí tôn đứng trên thiên hạ, trong vạn giới chư thiên chỉ có ta độc tôn. Thời điểm trước khi yêu hoàng chứng đạo, từng có một đêm huyết chiến chấn nhấp muôn đời, giết chết trí tôn thần huyết, giết chết cổ tổ vô địch trong thánh linh đánh chết mấy vị tà thần cổ xưa cảnh giới chuẩn đế. Trận chiến ấy trời sụp đất nứt, quỷ khóc thần gào, mọi người rất khó tưởng tượng, một mình hắn gào thét trong vũ trụ, trong một đêm đánh bại thập phương, giết chết tất cả người cạnh tranh, cường thể bước lên đỉnh phong. Tên của hắn là Tuyết Nguyệt Thanh, một nam nhân áo trắng như tuyết, vượt qua thần bình thường. Vào thời đại đó hắn trên đánh thần minh trên chín tầng trời, dưới trần thi loạn dưới cửu u địa phủ, phong thái tuyệt thế, trên đời có một không hai. Mặc dù xuất thân của hắn chỉ là một con thỏ tuyết rất bé nhỏ yếu ớt, nhưng hắn lại là bất phàm như thế, từng bước một đi tới trước, cuối cùng trở thành yêu hoàng cực đạo đứng trên tuyệt đỉnh. Tới cuối cùng, mọi người quên đi thân phận của hắn, bởi vì hắn quá cường đại khiến chư thần đều sợ run. Tục truyền, yêu hoàng tuyệt thế thiên hạ, với thân thể nhỏ yếu rèn luyện máu, tẩm bổ bản thân mình, không ngừng cường đại, cuối cùng một giọt máu cũng có thể giết chết một con rồng thế nhân đều nghĩ rằng đến lúc tuổi già yêu hoàng đã tọa hóa ở bắc đầu nhưng cũng có một số sách cổ ghi lại nói là phần mộ của hắn hóa thành một đại lục cuối cùng lưu lạc vào chỗ sâu trong vũ trụ lúc này yêu hoàng xích vừa hiện mọi người đều biết đây là cổ mộ của yêu hoàng nhưng mọi người nghi hoặc đến đây rồi vì sao yêu hoàng xích được ghi chép danh vang cổ sử lại bị gãy đoạn nên biết rằng uy danh của nó cực kỳ bề thể trên lịch sử cũng không có ghi lại gì về yêu hoàng từng phát sinh đại chiến kinh thế với người nào như vậy, càng chưa bao giờ nhắc tới qua yêu hoàng xích bị gãy đoạn, mà đúng ra phải cùng nhau biến mất với yêu hoàng mới đúng. Chẳng lẽ nói, yêu hoàng lúc tuổi già, cô đơn tọa hóa trong lăng tầm rồi gặp phải một trận chiến đáng sợ nhất, đến nội đế binh gãy rời, phần mộ bị đánh bay vào chỗ sâu trong vũ trụ khi nghĩ tới khả năng này mỗi người đều sẩn tóc gái đó phải là địch thủ cường đại tới mức nào quả thực không thể tìm ra được người nào từ trong lịch sử yêu hoàng áo trắng phong tư có một không hai năm đó hắn sao có thể có địch thủ trong truyền thuyết hắn vì câu có một địch thủ mà đi khắp vũ trụ hoàn toàn không ai có thể chống đỡ được một đầu ngón tay của hắn mọi người suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn nghi vấn cuối cùng đều dõi ánh mắt trong mong nhìn vào mấy mảnh binh khí kia lúc này nếu nói mọi người không có ý tham đó là chuyện không có khả năng, đây chính là yêu hoàng xích thần uy kinh khiếp cổ kim, mặc dù gãy đoạn cũng là trí bảo vô giá. và lại, nếu thật sự là lượng thiên xích nguyên vẹn, khẳng định mọi người không ai nắm được trong tay, nhưng nếu là một khúc trong đó, nói không chừng có thể là chỗ tốt của cường giả tuyệt đại cấp đại thánh. Xoát. Hảo quang màu xanh nhoáng lên một cái, chủ thần cầm cái đỉnh cất bước đi tới, thu hồi tất cả sát niệm, cả người bình tĩnh tường hòa, tới gần phía trước muốn thu hồi yêu hoàng xích. Một vị đại thánh đầu tiên ra tay, những người khác tự nhiên cũng không thể đứng yên, sáu bảy vị đại thánh tuyệt thế đều tiến lên, thật thận trọng đi tới gần tế đàn thần ma. Loại cơ hội này ai nguyện ý buông tha, bình khí một thế hệ của yêu hoàng, ngày nay gãy đoạn thành năm khúc năm đó, phàm là tu sĩ đều động tâm những người khác như ngừng lại hô hấp, không dám đi tranh đoạt, chỉ lo lắng theo dõi. Hộ đạo giả nhân tộc có người chưa động, thần sắc biến đổi không chừng, chờ đợi thời cơ. Ông. Ừ. Đột nhiên, ngay lúc sáu bảy vị đại thánh tới gần tế đàn, nó phát ra một cuồng sáng, làm nổi bật cả vùng xương mù nơi đó, rồi từng đạo từng đạo huyết quang hiện lên. Kết thành một hư ảnh áo trắng dựng thân tại đó đưa lưng về phía mọi người, yên lặng nhìn đế binh trên tế đàn. Phù phù gần như mọi người đều quỳ xuống ai nấy đều cảm nhận được một loại uy áp muôn đời đại thánh đều không kiềm nổi hai đầu gối run rẩy phải dập đầu bái lại cảnh tượng này chấn khiếp mọi người trong nháy mắt này mọi người biết rằng hư ảnh áo trắng kia khẳng định là yêu hoàng nói chính xác đây là một đạo tàn ấn của yêu hoàng lưu lại đến nay chưa tiêu tan theo năm tháng chỉ là một dấu vết tàn ấn mà thôi đã khiến cho đại thánh đều vội quy sát xuống đây là loại cường đại cái thế đến cỡ nào Tiếp theo, chợt hiện lên một vài bức hình ảnh, toàn bộ mọi người đều chấn động, thân thể run rẩy, rốt cục biết được vì sao yêu hoàng xích khải đoạn. Yêu hoàng đại chiến với ai? Ở niên đại đó, yêu hoàng có thể trấn áp vạn giới trừ thiên, còn có người nào có thể bức hắn tới nông nỗi này, thật là khó tin, vượt qua lễ thường. Hình ảnh trong chiến đấu quá mức khủng bố làm cho đại thánh đều sợ run, rốt cuộc không kiếm nổi, toàn bộ nằm phúc xuống hô to, yêu hoàng đó là một đạo tiếp một đạo tiên quang diệt thế, nổ tung vũ trụ, giật nát trời xanh muôn thuở, vạn vực đều trong nháy mắt vỡ nát, tuyệt đối có thể giết chết tất cả thánh hiền trên thế gian. Duy chỉ có một thân ảnh áo trắng đứng sừng sững dưới bầu trời, mặc cho tinh tú tiêu tan, xem biển cả bọc hơi, nhìn thiên vực trở thành cho bụi, thủy chung chỉ có hắn bất hủ, chịu đựng uy áp lớn lao này. Đó là yêu hoàng cái thế, một thân áo trắng hơn tuyết, con người sâu sắc, ánh mắt khai thiên lập địa bên trong ẩn chứa cảnh tượng tinh hà hủy diệt, hắn vẫn không nhúc nhích, trường tồn với thế gian. Tai nạn lớn như vậy, hạo kiếp lớn như vậy, bất kỳ một tia hào quang nào chiếu chúng đều có thể giết chết ngay cường giả trừ thiên, có thể làm cho trong phút chốc trên đời không còn thánh, chỉ có xương trắng. Yêu hoàng quá mức cường đại, hoàn toàn không có phòng ngự, trong con người bắn ra tia sáng sắc bén, dường như vượt qua muôn đời truyền tới kiếp này, xâm nhập sâu trong tâm linh mỗi người. Ừ ở trên đỉnh đầu hắn có một thanh thanh kim tiên xích xé nứt thiên địa, chém thần diệt tiên, nghịch hư không mà lên đánh cho càn khôn vỡ nát. Ở giờ khắc này, mọi người rõ ràng nhìn thấy tinh không muôn đời kia vỡ nát, cái gì cũng không còn lại, lực lượng một kích này của yêu hoàng có thể nói vang dội của kim, thiên hạ không người nào có thể kháng cự. Đại thánh sợ run, đây chỉ là một kích yêu hoàng tùy tiện ra tay, cũng không phải là lực lượng đại tuyệt sát chân chính, vậy mà đã có thể diệt thế, hủy diệt vạn vực trừ thiên nếu như bọn hắn ở đương trường một trăm một vạn người cũng không đủ để bị giết bất kỳ một tia sáng thật nhỏ nào đều có thể hủy diệt mọi người bọn họ ngàn vạn lần còn kiến nhìn lên thương long đều không đủ để miêu tả cái nhỏ bé của bọn họ Chính lệch đến mức này quả thực khiến người ta tuyệt vọng cùng so với đại đê kém quá xa chỉ có tự mình nhìn thấy tự mình hiểu yêu hoàng đang tấn công tiên vực hắn muốn thành tiên Ngưu ma vương run, run run giọng nói đây là nguyên nhân làm cho tiên xích gầy thành năm đoạn sao. Yêu hoàng quá cường đại, mà đích xác tinh khí thần hắn lại vừa mới bắt đầu tăng lên, so với vừa rồi lập tức khủng bố hơn tới mấy chục lần, càng thêm cao sâu không lường. Mọi người không thể đo lường được, ngay cả nhìn lên cũng không thể. Cái gì cũng không còn tồn tại, nơi đó chỉ có một thân ảnh áo trắng, cô độc đứng trong cổ tinh, tiến quân tiên lộ, trình chiến con đường trường sinh, hắn muốn thực hiện bất hủ. Đây là đại đế, chân chính đại đế ra tay chiến một trận, đang tiếc chúng ta không được chứng kiến. Mỗi người đều cảm xúc mênh mông, chư hùng đều quỳ dạp trên mặt đất, ngừng đầu thì thào. Đại đế uy chân chính vừa mới bắt đầu, đang tiếc vũ trụ xuất hiện sương mù hỗn độn mờ mịt, che chắn hết thảy tầm nhìn, bọn họ không thấy được cảnh tượng yêu hoàng chân chính phát uy. Mọi người đều rung động, lần đầu tiên nhìn thấy đại đế cổ ra tay, mà lại là chinh chiến tiên vực muốn cường thế đánh tạo ra tương lai cho bản thân, đánh ra một bầu trời sáng sủa. Tiến quân tiên vực, yêu hoàng quá cường đại, thế gian đã không có gì để theo đuổi, hắn đang tấn công con đường trường sinh. Trong quá trình thân ảnh áo trắng kia trinh phạt tiên lộ, ngàn vạn đạo tiên quang rực rỡ chiếu xuống, có thể giết chết vạn vật sinh linh trừ thiên mà hắn lại hồn nhiên không sợ, vẫn độc tôn ở trong hỗn độn. Yêu hoàng giống to muốn tiến vào tiên vực, có một loại tiên quang cực lớn ngăn cản, quét ngang hết thảy kẻ phạm nghịch. Loại lực lượng tiên đạo này hủy diệt càn khôn, tinh vực nát tan. Vì sao không thể nhìn thấy? Đây chính là đại đế chân chính ra tay, chúng ta ngay cả tư cách chứng kiến cũng không có sao. Có đại thánh run run nói, coi như nói thay tiếc nuối cả đời của chư đại thánh. Ừm. Ở bên trong hình ảnh, yêu hoàng xích bay thẳng lên trời, mang theo hỗn độn khí ngập trời, phóng thích tiên lực như là đã đánh vỡ cái gì. Thấy rồi, ta nhìn thấy rồi, yêu hoàng ra tay công kích tiến lộ. Ngay lúc này, Bạch kiếp đạo nhân đột nhiên kêu lớn, thần sắc phi thường kích động. Hắn thân là đại thánh và lại có được một đôi mắt cực kỳ quỷ dị, giúp hắn bắt giữ được cảnh tượng mơ hồ, nhìn thấy một bức hình ảnh yêu hoàng đang tấn công con đường trường sinh. Bạch kiếp đạo nhân thể xác và tinh thần sợ run, quỳ rạp xuống đất, trong miệng lầm bẩm, không ngừng dập đầu, biểu hiện của hắn khác nhau rất lớn với ngày thường, hiện tại dáng vẻ hắn thành kính như là một tín đồ yêu hoàng vĩ đại, mang đến cho thế hệ chúng ta một tia sáng hy vọng, chứng kiến tồn tại của tiên vực, ta tin tưởng nhất định là nó gần như sắp mở ra rồi. Bạch kiếp đạo nhân kêu to, hình dạng như điên cuồng, không còn có một chút tâm tính vui đùa cối trần, như là một tên điên cuồng, gương mặt đều vặn vẹo. Tiên vực, bước trên con đường trường sinh, đánh ra một bầu trời sáng sủa, thật sự có thể thấy được tiên vực tồn tại sao những người khác cùng đều khiếp sợ, tâm thần đều đang run rẩy. Giống như chuyện thần thoại, hình ảnh trên tế đàn thần ma vừa chuyển, đúng lúc này rất nhiều người đều nhìn thấy trong thiên địa vỡ nát kia như là xuất hiện một con đường trường sinh. Yêu hoàng tuyệt đại áo trắng nhuộm máu đang đi tới từng bước một, cất bước về hướng bất hủ, hướng về một cái bờ đối diện không biết, hướng về tương lai của hắn. Mọi người không biết yêu hoàng đã trải qua trận chiến trước đó như thế nào, phải trả cái giá như thế nào mới đánh ra một con đường như vậy. Mọi người đều ngây người như tượng đất, đó là đại đế chân chính ra tay, khai sáng thần thoại vô thượng, đánh ra một con đường như vậy, rồi từng bước một đi tới trước, ánh mắt kiên định. Cường đại như yêu hoàng vì chinh chiến con đường này cũng phải bị trọng thương quần áo trắng nhuông đầy vết máu, làm cho tư thế oai hùng của hắn càng thêm nổi bật xuất chúng, siêu trần thoát tục yêu hoàng tuyệt đại tư thế oai hùng vĩ ngạn, mái tóc đen tung bay tự nhiên, trên áo trắng hơn tuyết kia nở rộ điểm điểm hoa máu, khí chất siêu phàm, phong thần như ngọc. Đây là một nam nhân giống như một vị thần. Đánh ra tiên lộ, đánh ra một mảng bầu trời sáng sủa. Mọi người đều kinh sợ đến ngây người, toàn bộ đều rúng động. Đây là sáng tạo lịch sử, khai sáng một thần thoại chưa bao giờ có, mọi người gần như hít thở không thông, tất cả đều huyết khí sôi trào, không kiếm nổi muốn giống lên quá khứ không có, hiện tại không có, tương lai cũng không nhất định có. Chưa bao giờ nghe nói qua, có người muốn bước vào tiên vực, đánh ra con đường trường sinh. Yêu hoàng thành tiên rồi sao? Mọi người nhiệt huyết sôi trào, dường như là chính mình đang trải qua đoạn thần thoại này, khai sáng ra sự kiện vô thượng trọng đại xưa nay chưa từng có, họ muốn la to để cho thiên địa vũ trụ biết. Chữ thánh run dày quỳ xuống, vô cùng thành kính phát ra từ nhiệt tâm đây là yêu hoàng áo trắng tuyệt đại, nam nhân như một vị thần này dường như đang quan sát mọi người nhiệt tình tôn kính. Phộng. Lúc này trên con đường vô tận mà xưa nay anh Kiệt mong được, cực kỳ bi ai, trên tiên lộ tuyệt vọng, yêu hoàng há mồm phun ra một búng máu, là tươi đẹp thê lương như thế, nhưng lại làm cho tâm thần mọi người cùng thống khổ theo hắn thân thể yêu hoàng loạn trọng thiếu chút nữa ngã xuống trên đường, máu đỏ tươi ướt đậm áo chiến màu trắng, điểm điểm nở rộ, là đẹp mắt như thế nhưng lại làm cho lòng người rung động. Mọi người không nghĩ tới yêu hoàng bị thương nặng như vậy, vượt qua tưởng tượng, đây chính là một vị đại đế, không ngờ bước chân trên đường đều loạn trọng, gian nan cất bước trên tiền lộ. Đại đế cổ bị thương rồi linh hồn mọi người sợ run, điều này đối với họ mà nói đúng là sự kiện không có thể tưởng tượng, đại đế đại biểu cho cực đạo của thế gian, có thể trấn áp trời xanh muôn thuở, chưa bao giờ nghe nói bọn họ sẽ bị thương nặng. Dưới tình huống bình thường mà nói bọn họ là vô địch thế gian, là độc tôn chín tầng trời 10 tầng đất, sẽ không bị mảy may thương tổn mới đúng, cho dù một vết rất nhỏ cũng không có khả năng. Ta cuối cùng già rồi, không còn sôi nổi như năm xưa. Yêu Hoàng lầm bẩm nói, có một loại cô đơn hiu quạnh. Tuy rằng tư thế oai hùng vĩ ngạn, khuôn mặt yêu hoàng vẫn con trẻ như trước, nhưng trong con ngươi lại là muôn đời tang thương. Đây là hắn lúc tuổi già, đã sớm mất đi thời điểm cường thịnh đỉnh phong. Dù tồn tại có vĩ đại mấy đi nữa, cuối cùng cũng có một ngày già đi, đây là chuyện không làm sao được, đây là nỗi bi ai của đại đế. Nguyên thần bọn họ sắp bị hủy diệt, ảnh hưởng toàn thân các nơi huyết khí khô cạn, rồi sẽ mất đi ánh sáng huy hoàng vô địch ngày xưa đây là một ngày sớm muộn gì cùng sẽ tới không thể tránh né mọi người đều rất khẩn trương như ngừng lại hô hấp địa phương này lúc này lặng ngắt như tờ tâm hồn mọi người đều đang run rẩy chú ý theo dõi không hề chấp mắt yêu hoàng có không đi đến cuối con đường có không khai sáng con đường trường sinh bất hủ đi tới đỉnh cao nếu như trở thành sự thật thì sẽ đào điên nhận thức của mọi người từ xưa đến nay mọi người gần như nín thờ chờ đợi kết quả cuối cùng đây là một loại giày vò, là yêu hoàng trở thành tiên hay là kết thúc trong ảm đạm. Yêu hoàng tuyệt đại cất bước, hắn khó có thể ổn định thân hình, lắc lư kịch liệt, vài lần thiếu chút nữa té lăn trên đất. Đây chính là đại đế cổ chưa từng bị khốn đốn như vậy. Một nhân vật không gì làm không được, trần áp chín tầng trời 10 tầng đất, lúc này lại lung lay sắp đổ, gian nan bước tới trước, sắp té ngã trên con đường kia. Ầm. Ừ. Đột nhiên, con đường đứt đoạn, phía trước không thấy tiên, sau lưng không thấy lối về, cái gì cũng không còn tồn tại, yêu hoàng bay tung đi, máu tươi nhuộm đỏ hư không. Bị đánh bại. Trong lòng mọi người căng thẳng, như là bị một bàn tay to nhéo một cái, theo đó là thống khổ, đây, là một loại đại hận muôn đời. Hỗn độn như thác nước vô tận buông xuống bao phủ nơi đó, chôn vùi yêu hoàng một thế hệ, không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ có thanh âm truyền ra muôn đời A, à, chỉ hiện ra trong một chớp mắt địa điểm chính xác duy nhất. Với chiến lược đỉnh phong phân tranh một trận cùng trời, cộng với rất nhiều nhân tố cùng một chỗ, có lẽ ta có thể phá tan. Thăng hoa cực hạn. Đáng tiếc, ta già rồi, không còn chiến lược đỉnh phong nữa rồi. Yêu hoàng cô đơn hiu quạnh, nói lời thê lương mang theo vô tận tiếc nuối, chỉ kém một chút, lại ngã xuống trên tiến lộ. Giờ khắc này, suy nghĩ của yêu hoàng dường như sò xuyên qua cổ kim tương lai, làm cho mỗi người đều cảm nhận rõ ràng loại tâm tình của hắn lúc đó. Một con thỏ tuyết vốn là một sinh linh nhỏ yếu nhất, nhưng nó lại từng bước một đi tới trước, cuối cùng hóa thành yêu hoàng vô địch trên trời dưới đất, danh chấn muôn đời, khai sáng ra một thời thịnh thế rực rỡ nhất. Tuyết nguyệt thanh hắn kỳ tái ngút trời, tung hoành cả đời, ở trong khoảnh khắc muôn đời vừa hiện kia, chiến mỡ ra tiên lộ sông lên, nhưng cuối cùng vẫn không thể đi tới được trung điểm. Năm tháng nhẹ lướt qua thời gian điểm tới quá muộn, khi đó yêu hoàng đã không còn trẻ tuổi, với năm tháng đại đế cũng có lúc suy yếu. Chỉ thiếu chút nữa nhưng Trung Quy không thể tiến quân tới điểm cuối của tiên lộ. Chư Hùng rơi vào trầm mặc, từng người lòng có cảm thán là thơ dài than tiếc cho yêu hoàng tuyệt đại, chỉ kém một bước như vậy, Trung Quy vẫn thất bại. Mọi người vì yêu hoàng mà nuối tiếc, trong lòng có ưu tư có bi ai, thật sự rất tiếc nuối. Nam nhân như một vị thần này không phải không đủ mạnh, nhưng trạng thái mạnh nhất của hắn đã trôi qua rồi. Yêu hoàng rốt cuộc có bao nhiêu thần vĩ, nếu là huyết khí tràn đầy, đúng thời điểm chiến lược đỉnh phong, có lẽ đã thành công. Đáng tiếc, kết quả như vậy làm cho trong lòng mọi người chỉ có thể tiếc hận, lặng lẽ cảm thán. Khuyết điểm của yêu hoàng có một loại cộng minh, ghi dấu sâu trong lòng mỗi người. Lại đến một lần, với mạng ta chống đỡ. Tại trong thần thác nước hỗn độn chôn vùi yêu hoàng kia, một thanh lượng thiên xích vọt lên, thay mặt yêu hoàng tuổi già mà chiến, nhằm về phía tiên lộ bị cắt đoạn kia muốn một lần nữa đánh ra một thông đạo. Bỏ đi, thời gian đã qua rồi. Yêu hoàng thì thào. Tiên xích nghịch thiên không cam lòng, vì yêu hoàng mà bị ai, nó huy động lực lượng cực đạo, tấn công vào hướng trung điểm thần thoại kia, muốn thay đổi kết cục lấp đi khuyết điểm này thần uy của đại đế chân chính, ở nơi đó, thời gian hỗn loạn, không gian tan vỡ, hoàn toàn đại loạn, mọi người đều không nhìn thấy gì nữa. Cuối cùng kết quả đã sớm chú định, yêu hoàng xích thất bại, thân cây thước từ thanh kim luyện chế thành bị gãy đoạn, thần niệm ẩn chứa bên trong gần như tan biến hết, nó bị hủy trên tiên lộ, bị gãy thành năm đoạn. Tiền lộ không được thì thôi, sao ngươi lại mất đi? Yêu hoàng tuyệt đại áo trắng nhuộm máu, một mình cô độc thở dài bay theo gió, đứng trên đống đất vàng, tự tay chôn binh khí đã làm bạn chinh chiến cả đời với mình. Yêu hoàng đã già rồi, không còn đủ sức để chữa trị cho yêu hoàng xích, đây là một loại khuyết điểm do đời người, thật sự là khiến người ta khó có thể chấp nhận, yêu hoàng một thế hệ ôm lòng tiếc nuối, kết thúc trong ảm đạm, trong hư không lạnh lẽo tiễn đưa binh khí làm bạn chinh chiến cả đời với mình, rồi chôn trong mảnh đất vàng mà chính yêu hoàng cũng sống không bao lâu. Lúc tuổi già tới, nguyên thần bị năm tháng khắc ra từng đạo từng đạo ngân, thân thể tự nhiên cũng sẽ không thể ở lại lâu dài, trừ phi hai người chia lìa. Yêu hoàng bị thương, lượng thiên xích bị gãy thành năm đoạn, lưu lại một hồi nuối tiếc, nam nhân tuyệt thế này gần cả trăm vạn năm trước đã kết thúc trong ảm đạm. Đáng tiếc cho tuyết nguyệt thanh một trí tôn thần vĩ như vậy. Cuồng sang tan đi, dấu chân trên tế đàn thần ma biến mất đến tận đây uy áp mênh mông bàng bạc dần tiêu tán đi, chỉ để lại năm đoạn gãy của yêu hoàng xích. Năm đoạn gãy đề binh ghi lại tất cả dấu vết trận chiến năm xưa ấy, đang tiếc thần linh ẩn bên trong gần như tan biến, ngày nay chỉ còn lại chút mảnh vỡ lạc ấn mà thôi. Đại thành đứng lên, chư hùng cùng không dập đầu nữa, tất cả đều nhìn chằm chằm các đoạn gãy yêu hoàng xích, nó là dùng vũ hóa thanh kim luyện chế thành, mặt trên có mảng lớn dấu nứt như lông chim, giống như phi tiên cường giả địa phủ, chủ thần cầm cái đỉnh đồng mà đến, cùng với mấy vị đại thánh khác gần như cùng một lúc ra tay, đều tự vươn ra một bàn tay to chụp tới phía trước, đều muốn đoạt đoạn gậy đế binh. Mỗi người đều nội liệm sát niệm, phóng thích tường hòa. Mặc dù là thần ma hắc bào đến từ địa phủ, bàn tay to đen nhánh đầy lông đen dài kia cũng không để lộ ra thánh huy. Xa xa, mọi người đều cực kỳ hâm mộ, cũng chỉ có nhân vật cấp số này mới có thể tranh đoạt đoạn gãy đế binh những người khác có muốn cũng không cần nghĩ tới. Ở niên đại không có đế này đại thánh là tồn tại tuyệt đỉnh. Sáu bảy bàn tay to đồng thời hạ xuống, mắt thấy sắp nắm được mấy đoạn bình gãy. Thế nhưng đúng lúc này một cổ sát ý ngập trời thổi quét tới, quét ngang trên tế đàn thần ma, có muốn ngăn lại cũng không được. Mọi người đều rúng động, tạo ra cảnh tượng này là phải giết biết bao nhiêu sinh linh mới có thể tạo thành, mọi người đều như nhìn thấy thay chất thành núi máu chảy thành sông, máu tươi tung tóe ngập trời xương trắng chất thành núi. Ai vậy? Tại thời khắc mấu chốt này mà lại dám thô bạo như thế, vận dụng sát ý đáng sợ nhất với ý đồ kích hoạt các đoạn gãy đế binh nhằm vào mấy vị đại thánh. Ừm. Sáu bảy vị đại thánh xoay người bước đi, đều từ trong thân thể hóa thành từng đạo hư ảnh lưu lại tàn quang trên không trung, tất cả đều xé rách vòm trời cao, rút lui về phía cuối chân trời. Bọn họ vô cùng phẫn nộ, đầy rõ ràng là muốn tính kế bọn họ muốn một lưới bắt hết mấy người, toàn bộ hại chết. Đế uy đáng sợ xuất hiện, các đoạn gãy yêu hoàng xích bị kích hoạt phát ra dáng mây xanh, bay lên lạc ấn trong thiên địa. Năm đoạn gãy nhằm về phía năm phương vị bất đồng, quét ngang mọi người. Phộc. Thạch Nhân Thánh Linh là bi kịch nhất, trên người hắn có cây thước từ tiên lệ lục kim chế thành, ở trong cơ thể hắn không chịu khuất phục, tàn phát ra một lũ thần uy, kết quả lập tức bị bám sát một đạo thần mang hiện lên, nửa người thạch nhân bị xuyên qua, máu tươi chảy đầm đìa, rơi xuống trong hư không làm cho núi rừng phía dưới bị phá hủy không thành hình dạng gì. Thạch nhân thét to, tự mình ra tay chém xeo xuống vai, chặt đứt một nửa thân thể, phòng ngừa bị động hóa đạo, rồi sau đó cực nhanh hạ xuống dùng hết khả năng rất nhanh chữa trị thạch thể. Hắn là tồn tại trí cường trong đại thánh, trước nay chưa bao giờ chật vật giống như hôm nay, không nghĩ tới liên tục bị thương nặng, khiến hắn lửa giận bốc lên ngập trời, nhưng không thể không ẩn nhẫn lại. Doạt Ngô ma vương cũng bị đánh trúng, ngoại trừ tổn thất một khối hóa thân, còn bị đập nát một cánh tay, máu đại thánh rơi vãi làm cho sắc mặt hắn khó xem đến cực điểm. Thần ma hắc bào của địa phủ giống giận, tìm kiếm thủ phạm, hắn gần như bị một đoạn bình gãy đóng đinh vội dùng một khối thần thi tế luyện nhiều năm thay thế, tránh thoát một kiếp. Chủ thần của tổ chức thần cũng sắc mặt khó coi, trên cái đỉnh đồng xuất hiện một lỗ thùng lớn bằng nắm tay, hắn cùng gặp phải một lần tập kích cực kỳ nguy hiểm. Là đại ma thần, chỉ có hắn mới có sát khí như vậy, hắn từng hủy diệt một viên sinh mệnh cổ tinh, sinh linh chết đi vô số. Có người kêu lên. Nếu thật đúng như thế, đại ma thần rất khủng bố, dám hạ độc thủ nhằm vào đại thánh quả nhiên là to gan lớn mật, việc này đã không thể dùng từ đoạt thức ăn trong miệng hổ để hình dung, mà phải nói là hành vi nghịch thiên. Mặc dù hắn rất cường đại, là một trong trí tôn trẻ tuổi trên cổ lộ nhân tộc, đánh khắp tinh lộ không đối thủ, nhưng cũng không có khả năng khiêu chiến với đại thánh tuyệt đỉnh, mà lúc này dám ra tay cần phải có một loại quyết đoán lớn. Đại quân các tộc đến đây gần cả trăm lộ, mỗi một lộ nhân mã đều vô cùng đông đúc, khí cổ khí tức thay chất thành núi máu chảy thành sông kia biến mất, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm được. Hơn nữa, lúc này các tộc đại loạn, chỉ bằng vào tiếng giống giận của đại thánh đã không làm nên chuyện gì, mọi người đều bắt đầu tự chạy chối chết, tự nhiên càng kích động dậy lên sát kiếp. Phốc phốc. Đây là một mảng máu nhuộm càn khôn, đoạn gãy đế binh chấn động chính là một màn mưa máu bay tán loạn, cường giả ngã xuống lớp lớp khó có thể ngăn cản loại đế uy này. Có lẽ không phải đại ma thần mà là nhân vương ra tay, dẫn động đoạn gãy đế binh. Có người kêu lớn. Hiện trường sớm đã hỗn loạn, đối với đại đa số người mà nói, trước mắt là ai ra tay không trọng yếu, mọi người đều tranh nhau cùng chạy chối chết, muốn rời khỏi vùng đất ma đậm máu này, chỉ chậm một bước đều có thể sẽ ngã xuống. Chỉ có mấy vị đại thánh vừa rồi tức giận, phẫn hận người trong bóng tối rất tâm hại người kia, không ngờ dám hạ độc thủ với bọn họ như thế, quả thật nuốt không trôi cục tức này. Bọn họ linh giác mẫn tuệ sâu sắc, nhưng cũng không thể ở trong đám đông người như vậy tập trung người kia, chỉ biết hắn là một tên hậu bối, là một trong mấy trí tôn trẻ tree trên cổ lộ nhân tộc. Đại ma thần ở đâu, lão ngư ta đánh chết tươi ngươi. Ngư ma vương giống to, trận trừng đôi mắt trâu to đùng như là hai viên đại tinh áp xúc ở nơi đó. Nhân vương, ta thật muốn nhìn xem, người có đáng xưng vương trong đám người hay không? Thạch nhân Thánh Linh cũng phát ra thanh âm lạnh lẽo, tràn ngập lành liệt cùng tàn khốc. Hai người này dĩ nhiên không phải thật sự lập tức liền xác định kẻ ngầm gia thủ, nhưng nếu đã có người nói là đại ma thần hoặc nhân vương gây nên, như vậy bọn họ xem như chính là hai người đó thì có sao, dù sau đó là trí tôn trẻ tuổi của nhân tộc, ngày nay gạt bỏ một hai người càng tốt, tránh cho tương lai trở thành mối họa lớn. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Lão tăng đến từ A Di Đà cổ tinh vực miệng tụng Phật hiệu, đôi hàng lông mi vàng cục xuống, ngăn cản hai đại cường giả nói: Ai là người ra tay còn không thể xác định, thỉnh hai vị không nên lỗ mãng. Ngưu Ma Vương kêu lên. Chọc đầu, người nói dễ nghe, một đám thằng nhóc nhỏ chưa mọc râu mà dám cười trên đầu trên cổ chúng ta, còn muốn che chở cho chúng hay sao? Hòa thượng, lo tu hành đi, đừng xen vào việc của người khác. Đây khẳng định là mấy tên trẻ tuổi nhân tộc các ngươi làm ra, lá gan quá lớn đấy. Một vị tà thần cũng thần sắc âm trầm, nói. Cứ dứt khoát giết cái sạch sẽ là xong. Ở trên cổ lộ nhân tộc ta e rằng được vô lễ với người vô lễ. Hộ đạo giả nhân tộc đều đứng dậy, ngăn cản bọn họ liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết, năm đoạn đế binh đều bay vụt lên, tạo thành sát kiếp thật lớn, máu tươi văng tung tóe khắp nơi, vô cùng thê thảm. Ngay cả đại thánh đều không chống lại được, không dám ở lâu tất cả tránh ở trong đám người vừa rút lui vừa quan sát, cảnh tượng lúc này quá mức khủng bố. Duy nhất khiến người ta bình tĩnh lại, chính là một lát sau năm đoạn đế binh dường như có một tia thanh tình, quay về lại suy nghĩ nào đó từ muôn đời trước, giết chóc dần dần bình chỉ thần linh chân chính bệnh trong yêu hoàng xích đã tan biến, còn lại chỉ là chút tàn niệm. Nhiều năm qua tầm bổ, tái sinh trưởng đã sớm biển dị, không còn là đế binh ngày xưa. Cùng mình tiên xích trở về vị trí cũ. Người trùm áo đen của địa phủ phát ra một tiếng giống to, miệng tụng chân kinh, không ngờ là một đoạn yêu văn của thái cổ, lưu động ra một dao động kỳ dị thức tỉnh lại ký ức của đế binh. Kèm một tiếng, một đoạn gãy tiên xích bay vào bên trong cỗ quan đồng thao và chạm vang lên một tiếng nổ nhưng cũng không phải chân chính công kích đó là một đoạn thần văn yêu tộc là yêu hoàng lưu lại ai cũng không nghĩ tới người của địa phủ lại nắm giữ được một đoạn tỏa sáng cảm nghi tốt của tiên xích nhưng mà một mảng xương máu cuồn cuộn mãnh liệt quét tới sát phạt khí ngập trời trong nháy mắt đánh vào trong quan tài dạ. không hề nghi ngờ đây là một hồi tai nạn tiên xích trong quan tài đồng thau bị kích động đánh xuyên qua cả vật thể cỗ quan nứt nẻ xuất hiện một lỗ thủng lớn Ai? người trùm áo đen của địa phủ quát to lạnh lảnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía chủ thần cầm cái đỉnh. Địa phương này hoàn toàn hỗn loạn, các đoạn gãy yêu hoàng xích không còn cuồng bạo như trước, các đại thánh bắt đầu thi triển hết thủ đoạn muốn làm chúng bình tĩnh trở lại, giận tới bên cạnh mình. Bỗng nhiên vô tri vô giác, tiên xích đã ít đi một đoạn, không có người nào biết nó đi về đâu, các đại thánh đều lộ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trong bóng tối, Diệp phàm cùng nhíu mày một cái chẳng lẽ là đại ma thần hay là nhân vương ra tay? Có thể khẳng định, ban đầu hạ độc thủ nhằm vào các đại thánh đích xác là một vị trong trí tôn trẻ tuổi một thế hệ. Diệp Phàm lặng lề tụng một đoạn kinh văn, vốn là từ trong cỗ quan tài chín con rồng kéo, chỉ thấy có một cổ tinh khí thần tràn ra, cũng không có thần niệm hay thanh âm gì. Đồng thời, hắn vận dụng bí quyết chữ binh, là bí thuật trừ binh tối cao nắm trong tay vạn vật thiên địa này, tiến hành triệu hoán một đoạn gãy tiên xích đây không phải là giam cầm mà là một loại trao đổi bí quyết chữ binh kết nối cùng một đoạn gãy tiên xích trong nháy mắt làm cho sao động của nó giảm yếu bớt tới cực hạn kinh văn trong cỗ quan tài chín con rồng kéo cùng không mãnh liệt lắm nhưng thật ra thanh đế cửu tràm cùng với tâm kinh liền phát huy ra thần hiệu đây là một bộ phận cương lĩnh nội dung quan trọng diệp phàm trao đổi cùng bằng bác từ trước dưới tác dụng song trọng của yêu đế tâm kinh cùng với bí quyết chữ binh, thần huy nhoáng lên một cái một đoạn tiên xích liền biến mất, xuất hiện trong cơ thể hắn. Đoạn gãy yêu hoàng xích thứ hai bóng không biến mất, ai cũng không biết nó chìm sâu vào trong luân hải của Diệp Phàm ở nơi đó có một gốc cây thanh liên ba lá run lên, lập tức làm cho đoạn đế binh này hoàn toàn yên tĩnh. Mà Diệp Phàm thì lại nhảy dựng trong lòng, hắn trầm mặc một hồi lâu. Gần như trong nháy mắt, khi Diệp Phàm phục hồi tinh thần lại, đoạn gậy thứ ba của tiên xích biến mất, không thấy bóng dáng, không biết rơi vào trong tay người nào. Mọi người đều biết, khẳng định không có khả năng dùng thủ đoạn cường thế áp bức tiên xích, bằng không nhất định sẽ rơi vào kết cục bị yêu hoàng xích đánh thành cho tàn. Mọi người tin chắc rằng người thu được, nếu không phải có được bí pháp của yêu hoàng lưu lại trên đời này thì chính là có quan hệ rất mật thiết cùng yêu tộc, nên có thể làm thức tỉnh lại ký ức cũ của tiên xích, chiếm được tán thành các đại thánh đều thần sắc lạnh xuống, nhìn không ra hỉ nộ ai ố gì, không biết trong bọn họ ai đã thu được, tất cả đều không nói một lời, đều ngấm ngầm kêu gọi hai đoạn đế binh còn lại. Diệp phàm ngương thần, lặng lặng tụng thanh đế cổ kinh, cùng bí quyết chữ binh câu dẫn một đoạn tiên xích khác. Lần này hắn gặp lực cản thật lớn, bởi vì có người thần bí nào khác cũng đang kết nối với yêu hoàng xích. Vù Thanh hà chợt lóe sáng một cái, tiên huy xé rách hư không, đoạn tiên xích thứ bốn biến mất, kết quả cuối cùng là chìm sâu vào trong luân hải của Diệp Phàm, bị hắn thành công thu được. Tổng cộng có 5 đoạn đế binh, mà lúc này hai đoạn tiên xích trong đó rơi vào tay Diệp Phàm, điều này làm cho hắn cùng cảm thấy bất ngờ. Tại đây, không dưới 11 vị đại thánh, không ngờ lại thu được hai đoạn yêu hoàng xích, quả thực ra ngoài ý liệu của hắn. Xoát. Ở trong luân hải của hắn, cây thanh liên kia nhẹ nhàng lay động, hai đoạn tiên xích đều bình tĩnh lại, mơ hồ lưu động phát ra một loại thanh huy, có vẻ thực bình thản trong luân hải hai đoạn tiên xích bình ổn lưu động ra thanh huy mênh mông có vẻ thực bình thản diệp phàm ở phía sau ra tay tranh đoạt đế binh cùng đại thánh không khác gì cướp thức ăn trong miệng hổ một khi bại lộ chính là tới một hồi tai nạn nơi đây đại loạn tất cả mọi người đều tìm cách lấy yêu hoàng xích loại đồ vật này không thể dùng sức mạnh đoạt lấy chỉ có thể tiến hành trao đổi và kết nối với nó bằng không ngay cả đại thánh đều bị đánh thành bụi bậm a di đà phật lão tăng hàng mi vàng miệng tụng phật hiệu dưới chân tử kim phật kiều kéo dài ra một cổ tín ngừng lực tinh thuần và tường hòa lưu động vần quanh đoạn tiên xích cuối cùng lão tăng đạo hạnh cao thâm thân thể lão được bao phủ trong vầng phật quang phụ trợ lão bảo tướng trang nghiêm chư thiên bồ tát cổ phật hiển hóa trên đỉnh đầu lão bọn họ cùng tụng cổ kinh cùng kết nối với yêu hoàng xích như muốn dẫn vào phật môn trở thành đạo khí hộ giáo ừ một cái đại đỉnh chìm nổi, chủ thần đến từ tổ chức thần ra tay. Hắn thúc động binh khí, trên vách đỉnh hiện lên các loại đồ án, tiên dân thượng cổ, tranh hoa điều ngư trùng, mưa gió sấm sét đều hiện ra. Trong đó ẩn chứa một loại sinh cơ lúc vạn vật sơ khai, khai thiên lập địa, hóa thành một cổ tiên tinh chảy vào đoạn tiên xích kia dường như tiến hành tu bổ cho nó. Kèn keng Cường giả áo bào đen đến từ địa phủ không cam lòng lạc hậu, cổ quan run dày dữ dội, vang lên một đoạn táng kinh như là lòng mang kính y tế điệu yêu hoàng. Các đại thánh đồng loạt hành động, cùng thi triển thủ đoạn tranh đoạt đoạn tiên xích cuối cùng về phần bốn đoạn trước rơi vào trong tay người nào, không ai biết được. Dựa theo lễ thường mà nói, hẳn là cũng rơi vào trong tay bọn họ. Diệp Phàm nhíu mày suy nghĩ, đoạn tiên xích này không chiếm được rồi, mấy vị đại thánh cùng tranh đoạt, đúng lúc này mà cướp thức ăn trong miệng hổ hơn phân nửa xảy ra vấn đề lớn. ầm ừ lão tăng đến từ a di đà cổ tinh vực tế ra một cái bình bát phật quang chiếu rọi sáng rực lên bên trong lại có rất nhiều yêu văn thể chữ như chân long như kỳ lân chủ thần của tổ chức thần không cam lòng tụt lại phía sau trên cái đại đỉnh kia vạn linh cùng hiện ra cộng minh với yêu hoàng xích kia muốn được nó tán thành đồng thời trong lúc đó bách tiếp đạo nhân ngồi xếp bằng trên hư không ngâm tụng yêu kinh hắn là lão yêu chân chính, máu trong cơ thể chen trúc lao xuống, dùng thân phận của đại thánh yêu tộc tiến hành kêu gọi. Tại địa phương này, thần phong rào rít giận dữ, các đại thánh mỗi người đều hiển lộ thần thông, hô phong hoán vũ, vại xuống tế đàn, tiến hành một hồi so tài trí cường. Diệp Phàm không một tiếng động lui về phía sau sen lẫn trong rất nhiều tu sĩ rời đế binh sơn, xuất hiện ở một vùng cổ địa khác trong phần mộ. Hắn không muốn bị cuốn vào trường phong ba cuối cùng kia. Sau nửa canh giờ, tấm màn lớn hạ xuống, một đoạn tiên xích cuối cùng bị người thu được, khắp vùng núi khôi phục bình tĩnh. Các đại thành sắc mặt đều lạnh lùng, nhìn không ra gia dao động nỗi lòng, không biết trong trường so tài vừa rồi cuối cùng người nào có thu hoạch, nằm đoạn đế binh tất cả đều biến mất không thấy. Chúng ta phải ra ngoài đi, không tiến tới nữa. Có bộ phận tu sĩ kêu lên, địa phương này quá mức nguy hiểm, bọn họ không muốn xâm nhập vào lăng mộ đại đế, sợ uổng mạng vô ích tại đây bọn họ là tán tu, không có đầu lĩnh cường đại nào che chở, mặt khác các lộ đại quân coi như bình tĩnh, không có tiếng động lớn rầm rĩ, bởi vì bọn họ được đại thánh hộ tộc điều động tới. Một đạo lại một đạo thần niệm cường đại quét tới, muốn nhìn xuyên qua vô số tu sĩ ở đây, có đại thánh không cam lòng, muốn tìm ra yêu hoàng Xích đã rơi vào trong tay người nào. Đại quân các tộc tiếp tục đi ra, rời vùng núi này, hướng tới một phương vị khác, đột nhiên phía trước truyền đến một dao động kịch liệt mà quỷ dị, ở nơi đó có một ngọn núi lớn vắt ngang trên hư không một đầu thật xích long lớn quay quanh trên không trong một cổ động tọa kỵ của yêu hoàng đúng là con xích long trước đó hiển hóa nó cư ngụ chỗ này ngay trên vòng trời phía sau ngọn núi đế binh lúc này dao động cực lớn trấn áp mọi người ngay cả đại thánh đều trong lòng run lên cẩn thận đối kháng cháu lớn chớ quên lão thúc bạch tiếp đạo nhân tinh mắt lướt mắt một cái liền nhìn thấy lòng mã đang chìm nổi ở ngay miệng động rồng, từng đợt từng đợt long khí lượn lờ quanh nó. Các đại thánh đều trầm mặc suy nghĩ, lần này quan sát gần gũi mới phát hiện, xích long cũng không phải là chân thân, mà là một cỗ tinh khí bất diệt bao quanh một đoạn lạc ấn. Nó căn bản không phải sinh mệnh thể, mà chỉ là tọa kỵ của yêu hoàng lưu lại một đoạn ấn ký mà thôi. Lý kỳ lại cũng đúng, ngay cả yêu hoàng một thế hệ đều kết thúc trong ảm đạm, thì tọa kỵ của hắn sao có thể sống đến bây giờ, tất nhiên sớm đã trở thành bụi bậm trong năm tháng. Hình thể ngọn núi này rất giống một phần mộ cổ, nguy nga bàng bạc treo ở giữa thiên địa là phần mộ dành riêng mai táng con xích long. Trên thực tế, con tọa kỵ này đã chết trước yêu hoàng, mặc dù nó có nghịch thiên mấy đi nữa cũng không phải đại đế, không có khả năng sống lâu hơn. Không thể làm bạn với yêu hoàng đi chinh chiến tiên lộ, không đi hết một đoạn năm tháng cuối cùng kia. Có lẽ trước đó là yêu hoàng tự tay chôn con tọa kỵ chết già của mình, lập bia mộ cho nó trong vùng đất này. Sau năm tháng dài lâu, một con lòng mà khác xuất hiện đã dẫn động bộ phận tinh khí của xích long lưu lại trong phần mộ, nên phóng về phía đồng bạn, giao hòa với nhau. Có thể nói, đây là một hồi may mắn lớn của Long Mã. Đây là kế thừa của đồng loại, là tâm pháp của tổ tộc Long Mã lưu lại, được yêu hoàng một thế hệ cải tiến qua, người thường không chiếm được chưa Hùng hâm mộ, cho dù có thu được đoạn tiên xích cũng khẳng định không lớn hơn so với thu hoạch của Long Mã. Nó nhận được kế thừa vượt qua muôn đời, tắm rửa thanh tẩy trong tinh khí của xích Long. Khiến người ta không cam lòng chính là, khó có thể tới gần, nơi đó có Long Mã bộ tộc lạc ấn, người thường khó có thể chạm đến. Ừ. Trong dòng sông lớn cuồn cuộn, một dòng chảy từ trong cổ mạch xa xa lao ra, đây là Hoàng Tuyền. Mọi người cố ý tránh đi, muốn đi tới trước thăm dò các nơi khác, nhưng đúng là vẫn còn gặp lại. Dòng sông lớn cuồn cuộn này quang co uốn khúc, chảy quanh dãy núi xuyên qua rất nhiều chỗ trong cổ vực khắp khu lang tầm. Nói là một tòa phần mộ có chút không đủ, đây là một mảnh thế giới chân thật có đủ núi rừng sông suối vạn vật, có cổ dược cắm rễ trong khe đá, có ngọn núi lớn đứng sừng sững giữa tầng mây. Nào! bỗng nhiên truyền đến một tiếng rú dài, trên thượng du dòng sông kia truyền đến tiếng gào rú tê tâm liệt phế, một con sinh vật có cánh rơi, thân thể như vượn ma bay qua ngang trời. Đây là thi mị. Một lão tu sĩ cả kinh kêu lên. Đây là một sinh vật thái cổ chỉ có nơi cực âm tuyệt địa mới có thể sinh ra, là trí tà trí ác, xưng được với một loại lệ quỷ, hùng ác điên cuồng ghê gớm nhất. Không chỉ có một con, nơi đó có cả một đám mọi người cả kinh kêu lên, đây là một tộc đàn lớn, một số cả vật thể đều là lông trắng, không có cánh rơi, hình dạng như lão thi bay múa ngang trời. Còn có một số thì giống nhau thân thể phát ra màu tím, vầy dày đặc, có sừng dài, có cánh rơi. Những con này đều xem như là thi mị, mang theo tử khí ngập trời, cao thét mà tới, đất dung núi lở, nước sông sôi sụp. Tụng kinh Hộ đạo giả nhân tộc hạ lệnh, mọi người trước khi vào đây đã sớm đoán trước trong loại lăng tầm có âm khí này hơn phân nửa có sinh ra sinh vật, mà lại có thể cực độ cường đại, độ nhân kinh các loại không độ hóa được chúng. Gần cả trong độ nhân mã cùng nhau tụng kinh, giống như kinh văn diệp phàm tụng, đây không phải là độ nhân kinh trọn vẹn không sứt mẻ. Thậm chí, ngay cả kinh văn diệp phàm thu được ở địa cầu cũng không phải đầy đủ. Chỉ có chiếc đèn thân người mặt quỷ kia tụng ra mới là áo nghĩa kinh văn nguyên thủy trọn vẹn nhất, hắn chỉ mới phát hiện sau này chuyển đến từng tràng tiếng gào rú, dòng sông mênh mông cuồn cuộn kia nhưng lại từ trong nước vọt lên vô số sinh linh quỷ dị, hoặc tóc tai bù xù, hoặc toàn thân lân giáp dữ tợn, tất cả đều tàn ra từ khí. Chúng sinh tụng kinh, từng đạo kinh văn truyền ra phát sáng trên hư không, đối với những sinh vật này mà nói như là thiên kiếp giáng xuống, làm cho chúng hoảng sợ, tiến hành kháng cự. Chuyển đến tiếng rú gào ngập trời, ở thượng du dòng sông bay tới mấy con sinh vật diện mạo quái dị, một con giống như thiên lôi bộ lông toàn thân lóe ra kim quang mười nhạt. Đây là từ tử khí sinh ra máu thịt, rồi sau đó hóa thành âm thần, mỗi con đều cực kỳ khủng bố, ánh mắt xé rách hư không, chống lại đại thánh đều không sợ. Một tiếng nổ vang, càn khôn sụp đổ, âm thần xông tới va chạm, đại chiến với trừ thánh, vừa tới chính là tuyệt sát tối khủng bố, cường đại như ngưu ma vương đều thiếu chút nữa bị giết chết. Hắn bị hai con âm thần trước sau công kích, nếu không nhờ có kim cương chắc phát uy thì nguy rồi. Mọi người đều biến sắc, cùng không dám phân tâm, các đại thánh đồng loạt phóng tới công tới phía trước. Triển khai kịch chiến, một đóa lại một đóa hoa màu bắn ra. Mặt khác các lộ đại quân thì tụng kinh, hóa thành từng đợt từng đợt thần quang bổ về phía những con thi mị này. Đại chiến tới đột ngột như thế, từ thượng du dòng sông kia bay tới mấy tồn tại như thiên lôi, bộ lông màu vàng sáng óng ánh, chiến lực kinh người, địa vị có thể sánh ngang với đại thánh. Hoàng tuyên nước sôi sùng sục, không dứt vang lên tiếng gào thét khủng bố càng ngày càng xuất hiện nhiều âm linh công tới hướng mọi người tiếng tụng kinh tiếng quỷ khóc thần gào đủ các loại âm thanh sen lẫn làm cho địa phương này trở thành một mảnh tiếng động lớn ầm ý âm khí cùng sinh khí cùng tồn tại hóa thành hai khí âm dương lưu động trong lòng mọi người đều chìm xuống bao gồm đại thánh đều lộ thần sắc ngương trọng đây là lăng tầm của đại đế cổ ngày nay lại lục tục nhìn thấy nhiều thi quỷ như vậy cùng không phải là điểm tốt gì bọn họ không dám tưởng tượng nếu như thi thể đế sinh ra biến hóa nghịch thiên thì đừng nói là bọn họ, cho dù là cường giả vạn giới chư thiên đều tới đây cùng vô dụng. Bảy trận, dùng kinh văn vô thượng độ hóa thi loạn thế gian. Một vị hộ đạo giả quát lớn. Đại kỳ phần phật, đòn gió phấp phới, mọi người bắt đầu bố trí sát trận, giết chết âm linh, đồng thời không ngừng tụng kinh triển khai một hồi trinh phạt lớn. ầm, ừ. Đại chiến mở ra, chư hùng tiến công, từng đợt từng đợt đạo văn đan vào dày đặc trong hư không, hóa thành một tấm lưới hủy diệt phủ chụp về hướng thi mị. Đồng thời, tiếng tụng kinh càng thêm lớn, như là chư thần đang ngâm sướng, có từng đạo đạo hư ảnh thần ma đứng trên không trung. Đúng là lúc này, Diệp Phàm thầm nghĩ, rồi vô thanh vô tức thối lui, tất cả mọi người bị kiềm chế ở trong này, ngày nay năng lượng nổi lên mãnh liệt, đúng là thời điểm cứu bằng bác thoát vây. Trên đỉnh đầu Diệp Phàm cái đỉnh chìm nổi, buông xuống vạn vật mẫu khí, cùng có tính ngưỡng lực tinh thuần như thác nước tuôn chảy ra, dùng nó thủ hộ chính mình, ngăn cản các loại thần quang diệt sát, vượt qua dòng sông, rơi khởi lăng mộ đế. Sau đó, hắn lấy ra từng tòa trận thai bố trí sẵn từ trước, sắp xếp trên hư không xây dựng một cái vực môn thật lớn. Bên trong lăng tầm, âm dương nhị khí lưu động, hóa thành lực lượng hai màu đen trắng bị diệp phàm hấp dẫn tới, không ngừng lao ra, ngay sau đó hắn lại bày ra mấy chục tòa pháp trận để củng cố xây dựng thành một thông đạo. Đương nhiên, đây đều là trước đó hắn đã chuẩn bị sẵn, bằng không tới hiện trường mới bố trí thì không kịp. Đại thánh cùng chiến đấu với âm thần, chúng sinh hỗn chiến cùng âm linh, bên trong thế giới phần mộ từng mảng xa trận, đủ các loại lực lượng cuồng bạo nhất hỗn loạn tấn công, cuồn cuộn mãnh liệt tuôn ra. Diệp Phàm không có trì hoãn, bởi vì không thể để phí mảy may thời gian nào, phải nắm bắt cơ hội khó có được, thu hút đi lực lượng khủng bố này. Tọa độ không gian đã sớm định vị từ trước, thông đạo vực môn mới xây dựng kia sáng rực lên, lực lượng cuồng bạo thẳng hướng tuôn vào. ầm, ừ. Lực lượng cả vùng phong ba hỗn loạn lao ra, trực tiếp đánh về hướng khối đại lục cổ, nơi đó đúng là chỗ bàng bác bị nhốt, trong lúc nhất thời núi rừng nổ tung, quần tinh dung chuyển. Thật sự đến đây rồi, hắn muốn cứu tên nam nhân bị nhốt tên là bàng bác kia đi ra. Trong bóng tối, có người trên đại lục cổ lạnh lùng nói. Khánh thể của táng đế tinh rốt cục đến đây rồi. Ở một phương vị khác xuất hiện một hư ảnh mơ hồ, ánh mắt lãnh hiệt. Giờ khắc này không ít người bị kinh động, sớm chờ đợi đã lâu ngày, bởi vì đoán trước hắn nhất định sẽ xuất hiện. Chỉ có điều là ai ai cũng không nghĩ tới, hắn có thể dẫn theo một lực lượng cuồng bạo như vậy công kích phần mộ giả của đại đế cổ, khiến mọi người đều sợ run. Chủ thượng đi rồi sao? Không biết có rời phần mộ chân chính của đại đế cổ tới đây không? trong đó một thế lực rõ ràng là đám người kỳ lân thánh sứ cùng chu tước thánh sứ cùng lúc đó tại lăng tầng của yêu hoàng chân chính nứt nẻ dòng sông sôi cuồn cuộn lại có một số thi mị vọt ra mà ở trước đại lục cổ bàng bác bị nhốt diệp phàm cười lạnh lòng có cảm nhận hắn biết trong bóng tối có một số cao thủ cực kỳ lợi hại đã đến từ trước